Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bánh canh ngọt nhé. Để chuẩn bị cho bánh canh ngọt thì các bạn chuẩn bị cho mình độ 100g bột mì nhé. Và 20g bột lăng này thì mình sẽ trộn đều vào các bạn nhé. Để mình nặn thành những bánh nhé. Và để cho nó không bị đớ thì các bạn cho mình một chút muối nhé. Khi ăn bánh, kể cả bánh ngọt hay bánh cái gì chúng ta cũng phải cho một chút muối vào. Và các bạn trộn đều lên cho mình nhé. Và mình sẽ hòa với nước ấm các bạn nhé. Các bạn cho lượng nước từ từ thôi để mình nhào bột nhé. Mình nhào bằng bột bằng nước ấm ấy thì bột của mình nó sẽ nhanh được các bạn nhé. Các bạn nhào bột cho mình kỹ nhé, sau đó mình sẽ ủ chỉ cần 10 phút thôi các bạn nhé, rồi mình sẽ đi cán bánh. Thì trong lúc mà chờ đợi mình ủ được bột ấy, thì mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác các bạn nhé. Mình nhào bột kỹ một tẹo các bạn ạ, thì bột của mình nó sẽ mịn và ngon hơn nhé. Các bạn ăn nhiều thì các bạn có thể cho cái số lượng nhiều hơn nhé. Đây là mình là 100g bột mì này và 20g bột lăng các bạn nhé. Như vậy là mình đã nhào bột xong đấy, thì các bạn để ủ cho mình 10 phút nhé. Đây các bạn, sau khi mình ủ bột được 10 phút nhé, thì các bạn làm bây giờ các bạn cán bột ra cho mình nhé, để mình cắt thành những sợi bánh các bạn nhé. Mình nhào lại bột để cho nó mịn thêm ấy. Thì sau đó mình sẽ cán vào cái thớt này các bạn nhé. Đây các bạn. Rồi, các bạn chuẩn bị cho mình một cái thớt khô nhé. Và các bạn rắc cho mình một chút bột lên nhé. Các bạn dùng cho mình một cái chai nhé. Hoặc là các bạn có cái cán thì các bạn cán ra cho mình nhé. Đây các bạn, cán mỏng ra nhé. Cán mỏng ra, thế là mình sẽ được bánh thôi. Mình cách làm bánh này thì rất đơn giản rồi. Mình không phải lặn hay là cho bất kỳ cái nhân gì cả. Sau đó mình chỉ cần có đường và gừng thôi là được. Và một ít dừa. Đây các bạn, xong khi mình cán xong nhé thì các bạn cắt cho mình nhé. Các bạn cắt thành những miếng vừa thôi. Các bạn cứ cắt như này cho mình nhé và mình cho vào một cái tô nhé. Tùy theo các bạn thích ăn dài thì các bạn cắt dài nhé, mà không thích dài thì các bạn có thể rồi cắt ngắn nhé. Đây các bạn, sau khi mình cắt xong nhé, bây giờ mình sẽ đi nấu lên các bạn nhé. Các bạn đun cho mình một nồi nước nhé. Khi sôi thì chúng ta sẽ cho mì vào nhé, cho bánh vào, quên đấy. Và các bạn chuẩn bị cho mình một bát nước lạnh nhé. Lúc nào mà bánh đã luộc ấy thì chúng ta vớt ra nước lạnh để không dính nhé. Đây các bạn, khi nồi nước đã sôi nhé thì chúng ta cho bánh vào các bạn nhé. Và mình đun cho khi nào bánh nó nổi lên các bạn nhé, thì là bánh sẽ chín các bạn ạ.
bạn cho bánh nó nổi lên độ 2 đến 3 phút nhé, để cho cái bánh của mình nó chín hẳn các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi nó sôi nha, mình đã giảm bớt lửa nhé, và bây giờ mình sẽ vớt ra bát nước lạnh các bạn nhé. Các bạn tắt bếp đi cho mình vớt hết ra bát nước lạnh nhé. Đây các bạn, sau khi mình vớt hết nước ra bánh ra nhé, thì các bạn cho mình một nồi nước khác khoảng độ 1 lít đến 1 lít 2 nước các bạn nhé. Và mình sẽ bật bếp lên để cho nước này nó sủi. Để mình nấu nước bánh thì các bạn chuẩn bị cho mình đường nhé, độ 150g đường đỏ, đường để mình làm bánh trôi ấy, hoặc là gọi là đường trong miền Nam gọi là đường thốt nốt đấy các bạn ạ. Và mình sẽ hòa tan hỗn hợp này nhé. Và các bạn cho mình một chút muối nhé. Và mình sẽ đun sủi và cho tan đi. Sau đó mình sẽ cho bánh vào. Để trong lúc chờ đợi đường được ấy thì... Đây các bạn, khi mà chúng ta đun nồi đường nó sôi nhé và nó tan hết hỗn hợp rồi nhé, muối và đường nhé, thì các bạn cho mình mì vào nhé, bánh ấy. Rồi các bạn đun cho mình nhé. Và các bạn cho mình gừng sợi nhé. Thì những cái bánh này thì có gừng nhé, thì ăn nó mới thơm và ngon các bạn ạ. Các bạn muốn ăn ngọt nhé thì mình có thể cho số lượng đường nhiều hơn nhé, mà không có thì các bạn ăn bình thường ấy, thì các bạn có thể cho đường như của mình hoặc là tùy theo nhé. Thì đường thì mình không ấy, thì các bạn có thể là ngọt nhạt tùy theo mỗi người. Mình sẽ đun sôi lên các bạn nhé, rất thơm của mùi gừng và đường các bạn ạ. Gừng khi nước sôi lên đấy, nó làm cho bốc hơi lên rất thơm và ngon. Chỉ cần sôi lên là độ 2-3 phút thì là các bạn sẽ có được một nồi bánh canh ngọt nhé. Thì các bạn mix ra cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Các bạn có thể ăn với kèm theo với dừa bào sợi hoặc là nước cốt dừa đều được hết các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ ăn với dừa bào sợi. Sợi mì của mình đã nổi hết lên rồi. Nó rất chín rồi các bạn ạ. Sợi bánh nó cũng gần như sợi mì. Mình ăn thử nhé. Mình bé bé đã chơi được rồi. Rất ngon các bạn ạ. Như vậy là nồi bánh của mình đã chín rồi đấy các bạn ạ. Và mình sẽ tắt bếp và cho ra bát để thưởng thức nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình những cái bát con như thế này nhé. Và mình sẽ múc ra để mình ăn nhé. Và đi kèm với nó là không thể thiếu là với cái này thì mình ăn với dừa ấy, thì nó ngon hơn nhé. Đây các bạn, dừa sợi đây. Và các bạn múc canh ra cho mình nhé. Và các bạn dưới nước lên cho mình. Với những cách làm bánh canh ngọt như thế này thì chúng ta phải ăn với nước nhiều các bạn nhé, nó mới ngon. Và các bạn cho mình một ít dừa này. Đấy. Như vậy là mình đã xong bát bánh canh ngọt đấy các bạn ạ. Và các bạn có thể ăn thêm với một chút vừng nhé, vừng rang ấy. Đấy. Bên này bát canh của mình rất ngon nhé. Chúc các bạn ngon miệng với cách làm bánh canh ngọt nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé.